Như thế nào là chăm sóc giảm nhẹ? Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối? Và chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối thì tập trung vào những nội dung nào thưa bác sĩ? Xin phép cho tôi được nói một chút xíu cái khái niệm của chăm sóc giảm nhẹ. Thì chăm sóc giảm nhẹ nó là một cái chuyên ngành khá là mới đối với người Việt Nam. Tuy nhiên rằng là nó rất là phát triển ở các nước Tây Âu. Thì chăm sóc giảm nhẹ nó giúp cho mình vận dụng những cái chứng cứ tốt nhất hiện có để mà chăm sóc và điều trị cho những bệnh nhân bị mắc những cái bệnh nặng, nghiêm trọng, hiểm nghèo, nan y, và nó sẽ giúp là ngăn ngừa cũng như là điều trị giảm nhẹ các cái đau khổ, không chỉ về đau khổ về mặt giống như hồi nãy bác sĩ Phương có nói, còn tinh thần, về mặt tâm lý, về mặt xã hội và cả về mặt tâm linh. Và đây là cái quá trình mà chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm. Và chăm sóc giảm nhẹ không chỉ quan tâm tới người bệnh không, người bệnh và người ta sẽ đồng hành với người để mà đi suốt trong cái quá trình diễn biến của bệnh, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà khi mà cái điều trị đặc hiệu, ví dụ như điều trị ung thư, nó không còn có hiệu quả nữa, và đặc biệt là trong giai đoạn cuối đời, thì cái chăm sóc giảm nhẹ nó giúp làm giảm bớt các đau khổ của người bệnh và nó sẽ làm góp phần nâng cao cái chất lượng cuộc sống, nâng cao cái giá trị cuộc sống của con người cho tới cái những cái phút cuối đời của họ. Đó là cái phần gọi là định nghĩa của chăm sóc giảm nhẹ. Cái thứ hai nữa mà cái trong câu hỏi các bạn có đặt ra đó là ý nghĩa của chăm sóc giảm nhẹ trong cái ung thư giai đoạn cuối. Thì như hồi nãy mình đã nói, người bệnh ung thư giai đoạn cuối, thứ nhất là về mặt thể chất đó, là người ta các cái triệu chứng như là đau, như là khó thở nó rất là nặng nề và nó làm cho bệnh nhân đau đớn rất là nhiều, rất là khó kiểm soát. Rồi về mặt tâm lý thì không có ổn định, người ta sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi, rồi cái cảm giác là người ta không còn có giá trị trong cuộc sống nữa, người ta trở thành cái gánh nặng của gia đình, thì mình thấy mình trở nên vô dụng đó, thì đó cũng là một cái đau khổ về mặt tâm lý, thì Và mà mình người thấy mình ta trở nên vô dụng phải vậy, thì đối mặt đó cũng là một và cái như vậy đau đau khổ khổ về về chăm mặt sóc tâm giảm nhẹ nó sẽ góp phần không chỉ gọi là xoa dịu các cái nỗi đau của người bệnh mà về mặt thể chất mà còn xoa dịu hết toàn thể những cái vấn đề mà bệnh nhân phải đối mặt. Người ta cũng có thể hỗ trợ cho người bệnh cả rồi cho gia đình người bệnh nữa, và những người chăm sóc của người bệnh, để mà góp cái ý nghĩa của nó là góp phần làm nâng cao cái chất lượng cuộc sống của những người bệnh ung thư giai đoạn cuối, trong cái giai đoạn còn nhiều giai đoạn nhưng đặc biệt là trong cái giai đoạn cuối đời khi mà cái điều trị ung thư nó đặc hiệu, nó không còn phát huy được hiệu quả nữa. Thì cái về chăm sóc giảm nhẹ nó bao gồm những cái nội dung nào? Thì cái đầu tiên hết là khi tiếp cận được chăm sóc giảm nhẹ thì người bệnh và gia đình người bệnh sẽ được nghe, và giải thích về tình trạng bệnh, về tượng cũng như là cái mục tiêu chăm sóc và cái mục tiêu điều trị. Vậy cho nên rằng là nếu như mà bệnh nhân vẫn còn có thể điều trị đặc hiệu bằng các cái phương pháp điều trị bệnh ung thư thì chăm sóc giảm nhẹ sẽ lồng ghép cùng đi song hành với điều trị đặc hiệu để làm cho người bệnh có thể thích nghi được tốt hơn với cái điều trị đặc hiệu đó, có thể bớt được các cái tác dụng phụ